Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thành phố Thanh Hóa chỉ đạo xử lý dứt điểm các điểm họp chợ tự phát, chấm dứt hoạt động của trạm trộn bê tông dựng trên đất nông nghiệp. Sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phản ánh về vấn đề cần sớm có giải pháp xóa bỏ chợ cóc chợ tạm trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa kiểm tra xác minh, làm rõ thông tin phản ánh và có biện pháp xử lý dứt điểm. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, năm 2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã giải tỏa được 49 trên 50 điểm trợ cóc trợ tạm trên địa bàn. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và công tác quản lý duy trì của một số xã phường chưa đảm bảo, nên đã xảy ra tình trạng tái vi phạm tại một số điểm kinh doanh tự phát như Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã phản ánh. Sau khi tiếp thu phản ánh của Đài và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Thanh Hóa đã giao đội kiểm tra quy tắc đô thị chủ trì phối hợp với công an thành phố, các phòng ban chức năng và Ủy ban nhân dân các phường xã xây dựng phương án giải tỏa, xử lý dứt điểm các điểm họp chợ tự phát xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 và giao cho Ủy ban nhân dân các phường xã quản lý. Nếu để tái lấn chiếm trở lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Hoàng Văn Thủ ở xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa hỏi: "Tôi tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào xuất ngũ năm 1984. Sau khi xuất ngũ, tôi làm việc tại một công ty nhà nước. Xin hỏi trường hợp của tôi có được cộng nối thời gian tham gia quân đội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không?" Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: Khoản 9 điều 23 Nghị định số 33 ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định: Quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993 sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an, cơ yếu trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp của ông nếu chưa hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội. không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được xây dựng sửa chữa nhà cửa đã xuống cấp vì vướng quy hoạch dự án khu du lịch Tiên Trang. Điều này khiến hàng chục hộ gia đình ở thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Sương thiếu thốn các điều kiện cơ bản trong phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Gia đình ông Đinh Văn Nhậy cũng như hàng chục hộ gia đình khác tại thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch đã sinh sống ở đây từ những năm 1963 căn nhà cấp 4 của gia đình ông bà đã nhiều lần hư hỏng do thời gian sử dụng quá dài, cùng với những ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt của vùng biển. Nhân khẩu của các gia đình ngày một gia tăng nhưng nơi ở ngày một chật trội, gây bất tiện trong sinh hoạt. Do tuổi cao sức yếu thời gian vừa qua, ông nhạy thường xuyên phải đi điều trị ở bệnh viện. Mong muốn lớn nhất của ông cũng như các hộ gia đình ở đây là con cháu có nơi ở ổn định, có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Thế nhưng mong muốn chính đáng này lại khó thực hiện do các hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình ông bà tôi thật là mong muốn, còn con nó cũng chưa có chỗ đó, còn nó cũng đang còn rất như là mong có chỗ đó để lấy cây mà vay mượn xuống tàu. Xưa nó cũng mộc mộ mọ mãi, nói chung là mình xây không có chi nhiều, chỉ có vô vung nhiều, cho nên là nó cũng ảnh hưởng, các khi cũng nứt tường, nước cố tường, cho nên là cũng không được được, nó không được lâu dài, nó chỉ có ở tạm bự thôi. Hiện nay 4,7 hecta diện tích xã Quảng Thạch nằm trong quy hoạch dự án đô thị biển Tiên Trang. Theo lãnh đạo xã Quảng Thạch, dự án quy hoạch này đã có từ năm 2002, thế nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, chưa tiến hành đền bù và giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho việc quản lý của chính quyền địa phương, phát triển kinh tế và đời sống xã hội của người dân trong vùng ảnh hưởng. Hàng chục năm trời, cả vùng giáp biển chỉ là những căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, và bãi đất cát còn hoang sơ. Các hộ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình hiện nay đã xuống cấp mà họ không được xây dựng nhà, cho nên cái đây là một cái là rất là bức xúc cho các bà con nhân dân. Chính quyền địa phương thì cũng đã có cái cái đề nghị với cấp trên để tháo gỡ cái khó khăn, một là phải làm rõ cái quy hoạch của công ty Sô Tô là công ty du lịch Bến Tiên Trang là xem là có thực hiện được kế hoạch nữa hay không. nếu không thực hiện được kế hoạch thì cũng phải báo cáo với ban dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền. Và nếu thực hiện được thì cũng phải làm cẩn trương để cho nó rõ ràng, để cho bà con nhân dân được cái quyền lợi, được cấp giấy chứng nhận quyền đất và Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, các ngành liên quan đã nhiều lần làm việc với công ty Soto, yêu cầu công ty cần tích cực thực hiện dự án đô thị biển Tiên Trang có phương án cụ thể trong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần ra soát lại dự án về quy mô, tiến độ và cam kết thời gian thực hiện. Một trạm trộn bê tông tươi chưa được cấp phép đã hoạt động nhiều tháng nay trên địa bàn xã Định Công huyện Yên Định, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã có các biện pháp kiểm tra và yêu cầu chấm dứt hoạt động của trạm trộn bê tông này. Theo phản ánh của người dân, năm 2022, tại diện tích đất mạ của thôn Phú Khang, xã Định Công, mọc lên một trạm bê tông công suất lớn. Mặc dù khu vực này có ít dân cư sinh sống, nhưng hoạt động của trạm bê tông đã có những ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở thôn Phú Khang do tiếng ồn, bụi bặm, đất đá rời vãi và xe chở bê tông làm hư hỏng các tuyến đường trong thôn tóm lại là đường xá đi lại là nát bét nhiều chứ không phải là là không vì xe cái xe bồn nó chở tới 46 50 tấn xi măng nên là đi một số đoạn đường xả sạt lở nhiều thế là ủng lúng là cái đấy là cái có rồi. Điều đáng nói là trạm bê tông này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không phù hợp với quy hoạch và chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động nhiều tháng nay. Được biết, khi triển khai dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Định Công, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thành có địa chỉ ở thành phố Hà Nội đã liên hệ với xã Định Công xin thuê đất công ích để xây dựng trạm trộn bê tông và địa phương đã bố trí địa điểm. Tuy nhiên, do khó khăn về đường vận chuyển vật liệu nên công ty đã tự ý thay đổi địa điểm và xây dựng trên đất nông nghiệp của người dân thôn Phú Khang. Với tổng diện tích là 9.397m2, trong đó diện tích đất mạ của 65 hộ dân là 5.397m2. Đất đấu thầu của hộ ông Nguyễn Văn Quyền là 2.500m2 và hộ ông Nguyễn Văn Sức là 1.500m2. À, từ khi bắt đầu làm cầu cao tốc này, thế là ở đây là cái đất này là có hai loại đất, một loại đất là à, 50 năm của đất trang trại 50 năm, đồng thời với lại một ít đất của dân khu đất của dân là mượn để làm, bây giờ đã trả trả giả lại cho dân hoàn chỉnh. Rồi đã làm màu đã lên rồi. Còn trạm này đã ngừng hoạt động rồi. Việc cho thuê đất giữa cá nhân thôn Phú Khang với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thành có xác nhận của ủy ban nhân dân xã Định Công là không đúng quy định của pháp luật. Sau khi kiểm tra hồ sơ thuế đất và vị trí lắp đặt trạm bê tông, ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã yêu cầu công ty Phương Thành chấm dứt ngay hoạt động của trạm bê tông, đồng thời giao cho phòng nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị phòng tài nguyên và môi trường, kinh tế hạ tầng công an huyện và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân xã Định Công theo quy định. Đây là một bài học mà hết sức giá trị đối với anh em quản lý nhà nước trong khi tất cả các cái công trình dù có là công trình trọng điểm quốc gia đi qua thì cũng phải được các cấp có thông quyền cho phép thì mới làm. Chứ còn cái đất này thì báo cáo là đất là mấy nhiều vụ này là đất cao không có nước thì đất là bà con nhân dân là bỏ hoang không canh tác được và sau khi đặt vấn đề thì nhân dân thấy là hắn cũng hợp lý và thôn trưởng rồi là bí thư họ cũng thấy là hợp lý phù hợp và họ đền cái giá trị cho người dân là bằng ba vụ năng suất tính trang trị giá bằng tiền thì người dân người ta nhận chứ còn cái này thì đúng là địa phương không có một cái cái cái, cái, cái tư lợi hoặc thôn trưởng không có một vấn đề gì trong đấy hết Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã có văn bản yêu cầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thành hạn đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 phải tháo dỡ xong toàn bộ trạm trộn, di chuyển vật liệu xây dựng, công trình phụ trợ đi nơi khác, khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu là đất lúa cho địa phương quản lý. Chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.